theo Uyên Linh đó thì hiện tại trong cái lĩnh vực nghề nghiệp của bạn nha, bạn có thể định nghĩa được thước đo của thành công trong nghề nghiệp của bạn là gì không? À, chắc chắn rồi. Thành công có nhiều thước đo lắm, nhưng mà thước đo dễ nhìn thấy nhất là mức độ nổi tiếng, độ phủ sóng và thu nhập. Mức độ nổi tiếng, độ phủ sóng và thu nhập. Ok. Rồi, độ phủ sóng ở đây thì lại chia ra là phủ sóng về hình ảnh, tần suất truyền thông. Thứ hai là về tầm ảnh hưởng. Thì những người mà làm sâu về chuyên môn, các nhạc sĩ thì sẽ có tầm ảnh hưởng lên những người làm chuyên môn, và kể cả là lên những người làm kinh doanh luôn. Còn tần suất phủ sóng của một nghệ sĩ thì có thể dẫn tới là họ có nhiều show và nhiều cái nguồn thu nhập ha. Rồi nếu như bạn nói bạn tài giỏi mà bạn lại thu nhập của bạn lại quá kém thì điều đó là vô nghĩa với Linh. Vô nghĩa ở đây nó không có mang ý nghĩa tiêu cực quá đâu, mà Linh chỉ thấy rằng là nếu một người tự nói rằng tôi rất tài giỏi, tôi giỏi vậy đó mà cuộc đời tôi nó lại không suôn sẻ, hoặc là rõ ràng là thu nhập không được như ý muốn, thì có nghĩa là cái tài năng của họ chưa được sử dụng đúng cách. Họ chưa biết cách để cho người khác nhìn thấy tài năng của họ. Hoặc cái tài năng của họ không phải là cái điều mà người khác cần. Vậy thì cái ý nghĩa của cái chuyện tôi tài năng, tôi tài giỏi mà tôi lại không có thu nhập, đối với Linh là như vậy. Ít nhất là mình phải có thu nhập để mình sống ổn định. Linh không có nói sống giàu sang hay là sống xa hoa. Nhưng mà Linh tin rằng là một người biết cách sống và làm việc sẽ không bao giờ nghèo. Đương nhiên, mình cũng đồng ý với điều đó. Tiếp theo, vậy thì thước đo của cái việc thất bại là gì? Bây giờ nói tới thất bại thì mình sẽ đi quay ngược lại xem là nhu cầu của mình là gì. Mình expectations, cái kỳ vọng. Kỳ vọng. Mình sẽ bây giờ nói tới thước đo của thất bại thì mình sẽ quay ngược lại xem cái kỳ vọng cụ thể của mình là gì. Bây giờ mình làm nghề diễn viên, kỳ vọng của mình hiện ở thời điểm hiện tại đó là càng được nhiều người biết tới càng tốt, thì mình lại phải hành động theo một hướng khác, đúng không ạ? Cái chiến lược của mình lại theo một hướng khác. Còn nếu như mình đã là một diễn viên được nhiều người biết tới rồi, và cái kỳ vọng hiện tại của mình khi mình đóng một bộ phim, thì kỳ vọng ở đây là cho ra một bộ phim có thể hóa thành huyền thoại và di sản. Là nâng tầm cái bộ phim đó lên về cấp độ tinh thần. Không chỉ còn là cấp độ doanh thu nữa, thì nó lại là một câu chuyện khác. Trong nghề của bạn? Trong nghề của Linh. Thất bại trong nghề của Linh hả? Nó gần gũi với bạn thôi chứ mình, đúng không? Rất là khó để nói về cái thất bại mà một cái cách mà nó buồn khổ như vậy. Tại vì bản thân Linh á, nếu như Linh nhìn nhận nha, thì Linh không nói Linh là người thất bại. Thành ra Linh không có để chia sẻ từ trải nghiệm cá nhân. Còn nếu mà từ quan sát ở bên ngoài thì Linh chỉ thấy nó không nặng nề tới mức mình gọi là thất bại, mà là nó chưa được hiệu quả thôi, chẳng hạn như vậy. Chưa đạt kỳ vọng của mình. Chưa đạt kỳ vọng. Linh chỉ thấy là ví dụ về kinh doanh thất bại dẫn đến nợ nần, những cái đó mình có thể chỉ ra được, vì nợ nần nó thể hiện con số, nó liên quan tới pháp luật, bạn có thể ngồi tù. Ví dụ vậy. Còn làm nghệ thuật thất bại thì cùng lắm là nó một bài hát chưa được khán giả đón nhận, thì với Linh là có thể có những bài sau, hoặc là ở thời điểm này bạn đi thi bạn chưa được yêu thích, nhưng ai biết được năm sau bạn quay lại bạn đã khác rồi. Bởi vì bạn phải luôn cố gắng thôi, đúng không? Có bài hát nào của Linh mà chưa được khán giả đón nhận như kỳ vọng của Linh không? Nhiều chứ, nhưng mà Linh lại không coi đó là những cái thất bại mà nó quá kinh khủng. Có những bài hát mà Linh nghĩ rằng là sẽ được yêu thích, nhưng rõ ràng là nó cũng được yêu thích, chẳng qua là nó sẽ không thể nào là những bài hát mà được yêu thích theo kiểu là mấy chục triệu view hay là như thế nào đó, bởi vì đó không phải là cái định hướng truyền thông, chiến lược truyền thông. Linh không có những cái như thế. Nhưng mà Linh cũng không định nghĩa đó là những sự thất bại. Không hiểu.